Xin chào mọi người, chiều nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái con Lenovo ThinkPad L390. 390 này thì cũng màn hình 13.3 inch nha mọi người. Và cũng là vỏ nhôm luôn. Nói chung là dòng L380, 390 đều là vỏ nhôm hết trơn á, nhìn nó rất là sạch sẽ. Vỏ nhôm mát lạnh luôn mọi người. Ngõ TPC nè. Đó, sạc TPC á, mọi người sạc điện thoại đều được hết, jack TPC, HDMI, USB đầy đủ hết. Vỏ nhôm rất là đẹp. Nói chung là cái con này ngoại hình như vậy là cũng ok rồi mọi người. Có một hai vết chấm tróc sơn rất là nhẹ luôn, một hai vết chấm nhỏ xíu cực kỳ luôn, nhỏ còn hơn hạt cát nữa ha, không có sao hết. Cái này tháng 8 2019 nha mọi người, sản xuất tháng 8 2019. Con này thì pin cực kỳ ok luôn, trên 3 giờ. Dòng ThinkPad thì mọi người biết rồi, ThinkPad mà là Gen 8 nữa, chạy rất là nhanh và mượt, màn hình 13.3 inch thì không có nhỏ quá cũng không có to quá. i5 Gen 8 nè. Mọi người á, là đặc biệt phím phím con này cũng còn rất là ok. Phím như vậy á, là mình thấy là nó cũng ok so với một số mẫu máy mà mọi khi mình view, tại vì á, là nó không có bóng lắm á mọi người. Nó bóng nhẹ thôi ha, nó không có bóng lắm. Nhìn chung thì ok. Màn hình 13.3. Con này nó có một cái nhược điểm nè, máy hoạt động hoàn hảo nha, mình sẽ view cái cấu hình sau. Đây, con này nó bị nứt một tí chỗ này nè mọi người nè, cái tấm này á, đây á, là cái tấm mà ốp á, nhiều khi là vận chuyển về hãng bay rồi người ta vận chuyển về không khéo á, nó bị nứt cái tấm này. Thì thực sự nếu mà ai không quan trọng tới ngoại hình lắm, có thể là mình dán lại hoặc mình dán sticker trên chỗ này đi để mình che cái này lại, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì tới máy móc hết mọi người. Nó chỉ là cái vỏ ở phía trên thôi, cái lớp thôi, cái nguyên cái nắp để đè xuống thôi, không ảnh hưởng gì tới máy móc hoạt động bình thường nha mọi người. Nhưng vận chuyển nó nứt cái chỗ này thì mình sẽ, đương nhiên mình sau mình review mình sẽ báo cái giá rất là hợp lý, rẻ để mà mọi người mua ha, sử dụng bàn tre chuột còn mới toanh luôn mọi người thấy không. Đó, phím á, thực sự ra thì con này là phím nó đẹp đó mọi người, như vậy là phím còn đẹp lắm, bình thường nó bóng dữ lắm. Cái dòng Lenovo á, dòng ThinkPad ở bên Nhật á, mình nghĩ là người ta sử dụng, người ta chuộng, người ta sử dụng rất là nhiều. Con i5 Gen 8 không, đây mình bấm cái cấu hình của nó cho mọi người xem ha. Con này chạy SSD là 256 GB nha mọi người, bao cho mọi người SSD 256 GB nè, mình mở ra luôn đi. Đây nè mọi người ha, SSD 256 GB nha. Màn hình là không lỗi gì hết trơn, không bầm, không đốm, không gì hết, màn hình là đẹp. i5 8265U nha mọi người, nó có cái model nè. Con này là L390, sản xuất 2019 á. Nè, 8265U thế hệ 8 nha, 8 CPU, RAM 8 GB, SSD thì 256 GB ha. Màn hình là chống chói nè, màn hình này thì màn hình HD thôi, không có full HD nha mọi người. Nhưng mà cái độ sáng nó cao cho nên nó là nhìn nó rất là rõ, mà nhìn nó không có bị chói, nhìn nghiêng như vậy vẫn thấy được chữ nha mọi người ha. Đó, con này điểm trừ là ngay cái chỗ nứt này thôi, còn lại là ok. Nói chung là phím nó là cũng đẹp hơn những cái con mà hôm rồi mình view luôn á mọi người. Nhìn qua điện thoại á, mà quay á thì mình thấy như vậy, mà thật sự ra là nhìn ở ngoài thấy cũng ổn, không tới nỗi nào nha, tại vì mình bán máy cũ mà không phải máy mới, cho nên là như vậy là bóng rất là nhẹ luôn á, không phải là bị bóng, không phải là tì nhiều như những cái khác đâu. Đó, vỏ cũng còn đẹp, mình báo giá cho mọi người ha. Cái con này nó nứt như vậy mà L390 nữa, mình bán cho mọi người chỉ có 5 triệu 2 thôi. Ai chốt thì inbox mình ha, cọc 1 triệu mình ship code cho mọi người. Máy hoàn hảo không lỗi lầm, máy kèm sạc sạc TPC nha mọi người, sạc zin của Lenovo á. Đó, như vậy thôi. Rồi, ok mọi người, ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cọc cho mình 1 triệu mình ship code và mình bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.